Lời nói đầu tiên, con xin kính gửi đến quý thầy, quý ông bà cô bác, các cô chú anh chị một lời chào thân thương và kính trọng nhất ạ. Vâng, con xin cảm ơn. Và ca khúc sau đây con xin kính gửi đến quý thầy, quý Phật tử, quý ông bà cô bác, các cô chú anh chị là một ca khúc được mang tên Cát Bụi Cuộc Đời. Mời quý ông bà cô bác, các cô chú anh chị cùng lắng nghe ạ. Còn tìm để rồi một mai khi
nhiều ạ. Và ca khúc tiếp theo con xin kính gửi đến quý thầy, quý Phật tử, quý ông bà cô bác, các cô chú anh chị là ca khúc được mang tên Tâm Hồn Của Đá ạ. Mời quý thầy, quý Phật tử, quý ông bà cô bác, anh chị cùng lắng nghe ạ. Lại ha. Và bây giờ sau đây thì sẽ mời Đại Đức Thích Nhuận Phát tiến lên sân khấu để trao bằng chia công đức đối với Minh Chiến. Rồi, cảm ơn em. Và chúc em sau này càng ngày hát càng hay hơn nữa và càng nhiệt huyết hơn nữa. Và quý vị chúng ta ở đây đã nóng chưa ạ? Với Tâm Hồn Của Đá. Nếu nóng thì cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và cảm ơn quý vị rất nhiều.